chăn ga gối nệm Nhật Bản Nanara Life, thiên nhiên, tinh hoa, đẳng cấp. Thương hiệu Nanara Life, chăn ga gối nệm Nhật Bản. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn, tin dùng và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường sứ mệnh xây dựng một cuộc sống xanh, bền vững, gắn bó với thiên nhiên. Có mặt tại Việt Nam hơn 10 năm qua, Nanara tập trung nghiên cứu chất liệu sinh học, chất lọc tinh hoa dệt truyền thống, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ và không ngừng phát triển mẫu mã để cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chăn ga gối nệm hiện đại, sang trọng và tiện dụng nhất. Hãy để Nanara chăm sóc bạn và gia đình thân yêu của bạn từ giấc ngủ tự nhiên, trọn vẹn. Vải sợi gỗ Tencel Modern Fiber, chất liệu của thời đại mới, vì một cuộc sống chất lượng và môi trường xanh bền vững. Vải sợi gỗ, hay còn gọi là vải gỗ, là một loại vải được sản xuất từ sợi cellulose của các loại cây gỗ sồi, khuynh diệp, bạch dương, thông, liễu, v.v. thay vì sử dụng sợi từ cây bông hoặc sợi tổng hợp như polyester. Quá trình sản xuất vải sợi gỗ bắt đầu bằng việc dùng phương pháp hóa học chiết xuất cellulose từ cây gỗ. Sau đó, cellulose sẽ được chuyển đổi thành sợi bằng cách nghiền, hòa tan và tái kết tinh. Cuối cùng, sợi gỗ được kết hợp và dệt thành vải. Vải sợi gỗ có một số đặc điểm đáng chú ý. Nó có cấu trúc mềm mại và mịn màng, tạo cảm giác thoáng mát và thoải mái khi tiếp xúc với da người. Ngoài ra, vải sợi gỗ cũng có khả năng hút ẩm tốt và thoát mồ hôi nhanh chóng, giúp duy trì cảm giác khô ráo và mát mẻ trong quá trình sử dụng. Vải sợi gỗ lúc đầu được sử dụng trong sản xuất quần áo, đặc biệt là trong các sản phẩm thời trang mùa hè và đồ nội y. Những năm gần đây, nó được ứng dụng trong ngành chăn ga gối nệm và nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ người tiêu dùng bởi các ưu điểm vượt trội mà sợi cốt tông hay sợi tổng hợp không thể có được. Và đây là các sản phẩm chăn ga gối cực kỳ mịn màng, mát mẻ, thông thoáng, yêu chiều giấc ngủ người dân Việt của thương hiệu chăn ga nệm Nhật Bản Nanara Life. Chăn hè Modan 100%, hoa văn độc quyền thị trường Việt Nam. Hai mặt chăn đều là vải Modan dệt từ sợi gỗ sồi rất mỏng, nhẹ, mát lạnh khi chạm vào da. Vải Modan đạt độ mát tối đa khi sử dụng trong phòng máy lạnh. Chăn được trần bông mỏng, độ dày chỉ 1-2cm, đem lại cảm giác mềm mại hơn, ôm sát vừa phải khi đắp, không bị dính vào người như đắp vỏ chăn và làm ấm nhanh hơn khi đắp ban đêm. Lớp bông sinh học thông thoáng được ép vào vải bằng công nghệ mới nên bề mặt chăn rất mềm mại, không bị cứng hay vón cục, đảm bảo chăn không bị xô lệch trong suốt quá trình sử dụng hay sau khi giặt máy. Chăn được trần đính bằng hoa văn cỏ bốn lá may mắn khổ lớn, tăng độ thẩm mỹ và chống xô lệch giữa các lớp chăn. Chất vải sợi gỗ sồi Modan mát rượi kết hợp với bông tấm sinh học thoáng khí tạo nên một chiếc chăn hè vừa nhẹ vừa mát, hấp thụ ẩm lại không bị bí, giữ cho da luôn khô ráo, cơ thể dễ chịu, ngủ ngon. Có thể dùng sản phẩm trong 4 mùa, nhưng hiệu quả nhất là mùa hè. Sản phẩm an toàn với trẻ nhỏ, ngay cả với trẻ sơ sinh. Bộ sưu tập chăn mát Modan 2023 có màu sắc hoa văn hiện đại, đẹp mắt, tươi mát, hợp với mùa hè, thích hợp sử dụng cho mọi gia đình và làm quà tặng cha mẹ, tân gia, bạn bè. Set chăn ga Modan Tencel Tencel Pro nâng niu giấc ngủ gia đình, khẳng định thẩm mỹ phòng ngủ. Set chăn ga gối 5 món của Nanara Life gồm một chăn trần, một ga bọc trần, hai vỏ gối nằm và một vỏ gối ôm. Màu sắc phong phú với hoa cỏ tươi mát thời thượng của mùa hè và hoa văn kẻ trẻ trung sang trọng. Hai mặt chăn đều là vải sợi gỗ Modan Tencel hoặc Tencel Pro, dệt từ sợi gỗ sồi, khuynh diệp, đinh hương, với ưu điểm mỏng, đanh nhưng cực kỳ mịn màng, mát lạnh khi chạm vào da. Chăn được trần bông mỏng, độ dày chỉ 1-2cm, đem lại cảm giác mềm mại hơn, ôm sát vừa phải khi đắp và làm ấm nhanh hơn khi đắp ban đêm trong phòng bật máy lạnh. Lớp bông sinh học thông thoáng được ép vào vải bằng công nghệ mới nên bề mặt chăn rất mềm mại, không bị cứng hay vón cục, đảm bảo chăn không bị xô lệch trong suốt quá trình sử dụng hay sau khi giặt máy. Ga chun bọc trần gồm 3 lớp, mặt trên là vải sợi gỗ mỏng, mịn, mát, được trần hoa văn trái tim vừa chắc chắn vừa thẩm mỹ. Mặt dưới là vải cốt tông thông thoáng, hút ẩm và tăng độ bám vào bề mặt đệm, chống trơn trượt.
có một lớp bông sinh học nguyên tấm ở giữa ga, làm ga dày dặn, êm ái hơn khi nằm. Diềm ga dài 25cm, được thiết kế dạng chuôn bọc đệm, phù hợp với đệm cao dưới 25cm và dùng được cho tất cả các loại giường. Vỏ gối nằm hình chữ nhật gồm một đôi, hai chiếc. Vải dày gỗ mỏng, mềm, mịn, mát, thấm mồ hôi nên khi nằm sẽ không bị nóng đầu cổ vai gáy. Mặt dưới của vỏ gối có thêm một lớp bông sinh học mỏng tăng cường độ êm ái của gối khi nằm lên. Vỏ gối nằm có kích thước 48x74cm, phù hợp với hầu hết các loại giường gối. Thiết kế vỏ gối đơn giản, hiện đại, phù hợp với nhiều kiểu giường. Một chiếc vỏ gối ôm có kích thước 35x105cm, phù hợp với hầu hết các giường gối ôm. Vải sợi gỗ mỏng, mềm, mịn, mát, thấm mồ hôi nên khi ôm ngủ hay gác chân, gác tay, rất mát và thoải mái. Vỏ gối ôm có dây rút ở hai đầu, tiện lợi khi thay ruột và giặt rũ. Chất vải sợi gỗ Modan, Tencel và Tencel Pro, mỏng nhẹ, đanh mịn, mát rượi, bóng bẩy, lại được thiết kế hiện đại, sang trọng và tiện dụng. Các set chăn ga của Narada Life mang đến một không gian phòng ngủ đẹp đẽ, sang trọng và giấc ngủ ngon, thư thái. Có thể dùng sản phẩm trong 4 mùa, vì có vẻ khó tin nhưng vải sợi gỗ rất kỳ diệu. Nó có thể điều chỉnh nhiệt độ để mát hơn vào mùa hè và ấm hơn vào mùa đông. Chăn ga gối nệm Nhật Bản, Narada Life, thiên nhiên, tinh hoa, đẳng cấp. Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, bắt đầu từ chất lượng giấc ngủ, thương hiệu chăn ga nệm Nhật Bản Narada Life không ngừng nghiên cứu sáng tạo trên cơ sở kết hợp tinh hoa dệt và các chất liệu truyền thống với công nghệ sản xuất hiện đại để liên tục cho ra đời các dòng sản phẩm chăn ga nệm và phụ kiện phòng ngủ có tính ứng dụng cao, mang vẻ đẹp đẳng cấp, sang trọng và thân thiện với môi trường thiên nhiên. Sản phẩm mới ra mắt hè 2023 chính là bộ sưu tập chiếu mây công nghệ mới. Chiếu mây mã não, món quà tuyệt vời từ rừng mưa nhiệt đới. Chiếu mây mã não còn được gọi là chiếu mây ngọc, làm từ sợi mây mã não Indonesia quý hiếm, dệt bằng phương pháp mới, kết hợp nghề dệt chiếu truyền thống và công nghệ hiện đại. Mây mã não là một loại mây lâu năm, được tuyển chọn từ rừng mưa nguyên sinh nhiệt đới. Có màu sắc tươi sáng, các vân đều nhau, nhẹ, mềm nhưng lại vô cùng dẻo dai nên có độ bền cao. Bề mặt sợi mây đẹp, ít gờ, nhẵn và mát nên sản phẩm từ mây mã não được nhiều người ưa chuộng. Sợi căng đai trong lõi mây được cải tiến vượt trội, từ sợi kép lên 8 sợi, kết hợp tơ tằm và polyester. Các sợi ngang và dọc khi đan chiếu đều được sử dụng 8 sợi căng đai trong lõi mây. Sự cải tiến này đã đẩy độ bền chắc của chiếu mây mã não lên một tầm mới mà các sản phẩm thông thường trên thị trường không thể đạt được, mà vẫn đảm bảo được độ êm mềm của bề mặt chiếu. Mặt dưới là lớp cốt tông 6D thông thoáng và có độ đàn hồi cao, được ép chặt vào mặt trên bằng công nghệ tiên tiến, có tác dụng giúp chiếu êm hơn, tăng độ bám vào đệm, đảm bảo chiếu không bị xô lệch hay nhăn khi sử dụng. Viền chiếu được may tỉ mỉ bằng vải poly chắc chắn, bo xung quanh chiếu, tăng độ bền và thẩm mỹ cho sản phẩm. Bốn góc chiếu có gia cố thêm dây thun, độ rộng 3cm để tăng độ cố định và đẹp. Sự kết hợp của sợi mây mã não Indonesia và lưới cốt tông 6D tạo nên một sản phẩm dày, êm, đàn hồi và thoáng khí. Nhiệt độ và mồ hôi của cơ thể tỏa ra khi ngủ sẽ được hấp thụ và tản nhiệt nhanh chóng qua lớp lưới 6D, giữ cho cơ thể luôn mát mẻ, dễ chịu, ngủ dậy sảng khoái, không mệt mỏi. Chiếu mây mã não có phong cách thanh lịch, hiện đại, tinh tế với hai màu nâu và xám phù hợp với nhiều không gian nội thất. Chiếu được trang trí bằng hình cây mây thêu bằng công nghệ thêu phẳng, không ảnh hưởng đến độ mềm mại của bề mặt chiếu. Chiếu không có mùi, không chứa huỳnh quang và chất bảo quản độc hại, an toàn với da. Set chiếu mây mã não gồm một chiếu và hai vỏ gối, có túi đựng chuyên dụng, được thiết kế hiện đại, thích hợp làm quà tặng tri ân, cha mẹ, quà tặng bạn bè và mừng tân gia.